chỉ đi rồi đi hả? Rồi thôi ba bắt qua bắt con qua. Ôi, nó từ đầu hello mấy cô. Đi trộm 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 chị ơi, trộm chị ơi. Dũng vô đi kìa. Đọc ngang tin Dũng. Hôm nay má Tư qua nghe coi bàn thờ có năm đầy đủ chưa. Anh Dũng có hấp nhang không? Dạ. Nhang trên năm đi. Vô không tới để chân đi chưa cúng tiếp cho nó xuống đi. Rồi xong rồi bắt đầu giờ có đợi mà chắc đây nè. Để đợi một tí đi ngồi đây. Không được. Không được. Anh ơi về chứ. Thôi về, rồi về con. Nha. Không tạm thời để nhận mình để có cái đường đi vô lắm nha. Chút xíu ấy là đúng rồi. Nãy giờ con ấy kia nó sắp lên á. Nó sắp lên là cho đỡ chứ nãy ở đây nhiều lắm luôn. Đúng rồi. Nó ăn bảo mình không có được. Chút xíu giọng. Anh Thanh thấy bữa nay qua làm sao? Quá đẹp. Ấm cúng. Lại nè. Tô Mỹ nè. Vũ Lương. Vũ Lương. Bột xanh. Tài Linh cái gì vậy? Tài Linh nè. Nhà sổ Linh Tú gì vậy? Tài Linh bên đây nè. Cái này Thiên Năm. Cô Hạnh. Cô Hạnh. Ở trên mạng có người nói là cái tượng của anh Năm bữa nay thấy vui hơn, phải không? Tươi. Hôm nay bông quá trời, bông hoa trái cây. Anh Dũng sao, có muốn nói gì với anh Năm không? Dù gì cũng buồn chúa trong nhà. Đây cũng cô mẫu của Hồng Loan nha mọi người. Có biết không, thằng đêm với cậu á. Thằng đêm mới đêm nào á, má qua là có người này qua. Thằng đêm với cậu luôn. Mày qua ống kính kìa, cho chào mọi người. Bạn gì kỹ luôn đó. Má Tư ơi, hôm nay má Tư đánh trước một ngày dỗ của Năm á, mới từ có cảm nhận chia sẻ như thế nào, thấy nó như thế nào từ rất ấm cúng đó,
cắm cúng mà đẹp nữa. Mà năm nay cái kỳ này cụ vui, thấy không? Dạ. Tụi nào cũng vui á. Hình cũng cười, mà cái hình này cũng cười. Hình như là cậu thích hoa lan đúng không? Dạ. Cậu là thích màu tím nhất nè. Màu tím hả? Cậu là màu tím. Đúng rồi. Dạ. Có nhiều khán giả nó chỉ là giáp năm thôi, nhưng mà nó không có là vũ đầu. Vũ đầu. Dạ. Nói chung ra là mỗi người có một cái từ riêng á. Dạ. Thường thường là cũng là những cái vũ đầu. Đúng chọn mình. Giáp năm 12 tháng. Người đó là 2 năm đó là. Ra ngoài nè con. Đây đây. Vàng, cục vàng. Qua đây. Cục vàng nè. Mẹ đâu rồi? Mẹ ra đi công chuyện phải không? Mẹ đi qua shop. À, mẹ qua shop hả? À, con ở nhà với ai? Con ở nhà một mình. Ba đâu? Ba đang ở đây. Ba qua shop luôn phải không? Không. Ba qua đâu? Ba qua đâu con? Ba không biết ba mẹ đi đâu rồi. Ừ. Buồn hả? Buồn hả? Thì hôm nay vòng qua cũng đầy đủ rồi. Má Tư với anh Dũng với em qua, má Tư cũng coi thử coi có đầy đủ chưa, có cần nói với Hồng Loan để sửa soạn thêm gì không? Thấy đẹp không? Nhưng mà vậy là thấy đủ rồi. Rất quá quá. Rồi hôm nay mà như quen có nhiêu, có 500 mấy người à. Thôi kêu ta kỳ quá à. Có dấu không? Có dấu MAC dấu sắc. MAC còn dấu sắc. Nhưng mà tìm chưa có ra đâu anh. Tìm không có ra. Tìm không có ra. Video thường xuyên đi là nó sẽ có tương hiệu chắc là sẽ. Ủa? Thôi cái đó thì để hỏi sao đi, bữa nay em gặp hỏi sao. Đâu có rồi, hôm qua các bác thấy cái này. Cái mới sợ là chân cái hoa này mà không, mình nó cách dài quá mình không cắm nhanh được. Dạ. 12 giờ điện cho nó đo cái bụng rồi, sáng 7 giờ điện lại. Còn nó là ba hỏi con vấn đề, cái con thấy cái dòng hoa này nó xa quá, cắm nhanh cũng được. Chứ mình không để được hai đứa luôn đó. Mà không có giờ đứa luôn thì cũng được. Cái bệnh lo nó được qua không sao đâu, vì canh rồi. Thì ngày mai cũng phải sắp làm sao đó. Sắp 2 vòng bao nhiêu đây nè. Thôi cô Mẫu vậy đi về nha cô Mẫu. Cô Mẫu không có dành tài sản đúng không? Hả? Nói là hứa đi nha, không có dành tài sản nha. Hứa nha. Không có đòi sở hữu nha. Hết rồi nha. Hết một cô Mẫu rồi, cô Mẫu này đòi sở hữu rồi là biết chết đó. Đến vô nó giỡn Hồng Loan, nó có cô Mẫu lên đó nè, cũng cô Hai nè, cô Hai nè. Cô Hai luôn hả? Trời chết luôn. Hành mới kêu hành Mỹ với mầm bơm lên phanh tay ư liền. Thôi, vậy mình về ha. Đây. Rồi bye bye mấy anh chị nha. Đây chụp cái đi. Vô chụp.